Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người, đây là một sản phẩm mới của Đông Y Nan Chi, đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng được cho cả nam. Công dụng của nó rất chi là tốt, là 100% từ thiên nhiên. Không những chị em phụ nữ dùng được mà cánh đàn ông chúng ta cũng đều dùng được. Và còn một cái công dụng nữa rất là tuyệt vời, đó là có thể là rửa mặt được. Hôm nay mình sẽ rửa mặt cho mọi người cùng xem. Đây đây là lọ của dung dịch vệ sinh phụ nữ đây. Đây mình sẽ rửa cho mọi người cùng xem. Cho ra tay. Số lượng là vừa đủ dùng. Sau đó là xoa lên mặt. Không có bọt. Mọi người lưu ý rằng là đây là 100% là từ thiên nhiên nên không có một tí hóa chất nào, không có bọt luôn. Mọi người xoa thật đều. Sau đó mình rửa sạch cái nước này. Sau khi nó khô rồi, là da của mình sờ rất là thích luôn này. Mịn và sạch luôn. Ok mọi người.